Sau nhiều ngày tạm đóng cửa để phòng chống dịch COVID-19, sáng nay, chợ Tăng An, phường An Khê, quận Thanh Khê được phép hoạt động trở lại. Điều đáng nói là mặc dù chợ đã mở cửa trở lại, nhưng việc kinh doanh buôn bán tự phát bên ngoài chợ vẫn diễn ra tràn lan, nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao và gây khó khăn cho các tiểu thương kinh doanh trong chợ. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Để chợ đảm bảo hoạt động trở lại, ngày hôm qua, tất cả các tiểu thương trong chợ đã được xét nghiệm và cho kết quả âm tính. Sáng nay là anh tập trung anh đang lực lượng là có hai chốt, một chốt vô, cửa vô và cửa ra. Thì hiện nay là bà con tiểu thương đi chợ là đúng ngày trên vẽ có QR thì mới cho vào chợ. Còn ngoài đã không đúng là không được vào và đồng thời là không thể cũng không vào. Cho nên là bây giờ kiểm soát 100% là ai không có thẻ và ai không đúng ngày đi chợ cũng không cho vào. Theo ghi nhận của chúng tôi, rất nhiều người dân đi chợ không đúng ngày theo phiếu. Ban quản lý không cho vào chợ để đảm bảo giãn cách trong mua bán tại chợ. Các hộ tiểu thương cũng phải luôn tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch. Đeo khẩu trang là bảo vệ an toàn, màn che chắn nữa là hai lớp rất là an toàn đảm bảo. Vào chợ như thế là nguy cơ cũng hơi là cao cho nên là cũng phải đảm bảo cho dân. Tuy nhiên những bất cập sau khi chợ hoạt động trở lại đang diễn ra khiến tiểu thương trong chợ bức xúc. Chợ Tân An có khoảng 300 hộ tiểu thương, nhưng trong sáng hôm nay mới có khoảng 50 hộ buôn bán. Có nhiều nguyên nhân, trong đó có lý do nhiều người dân buôn bán tự phát dọc các tuyến đường vào chợ, hút hết người mua khiến cho việc mua bán trong chợ ế ẩm. Chợ này trước ngày là buôn bán không được, nhưng mà sau cái đợt dịch này là nghỉ mười mấy ngày. Cái đợt hoạt động lại thì dân thì họ bán hết ngoài đường. Nên vì cái chợ họ bán họ vô chợ bán không được. Thì bây giờ đề nghị là nhờ bên dân phàng, phường đồ ra lồm ra mà đãi hết những người mà buôn bán vỉa hè ở ngoài để cho dân họ vô trang chợ họ buôn bán mới được. Cái hoạt động là mới được, cái mùa ra trừ không thể hoạt động được, sáng trừ rồi bón mà nó thiệt ra là mà mua về mà bón không được là thôi chịu chết rồi. Tại thời điểm chúng tôi ghi hình, có người còn đem vào cả khu vực giữ xe, khu vực trước cổng chợ để bán. Trái cây cũng được chở đi bán dạo như thế này. Ngay cả quán cà phê cũng được trưng dụng mặt bằng để bán rau. Thậm chí, nhiều hộ bán dọc đường không hề căng dây để giữ khoảng cách. Ước tính có gần 20 hộ bán thịt heo và bán hải sản, hàng chục hộ bán rau dọc các tuyến đường vào chợ, rất cần lực lượng chức năng xử lý nghiêm. Phường An Khê là một trong 4 phường trên địa bàn thành phố áp dụng chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nên việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 càng không thể lơ là, nhất là trong hoạt động kinh doanh buôn bán.